Sala, ăn nhó SEO. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Truyện, và mình là Cổ Ica. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những tập truyện tiếp theo đến từ nhà xuất bản Kim Đồng và Trẻ trong tuần này nha. Chúng ta sẽ có là Cậu Mai Nhà Xí Hanako theo phiên bản thường, phiên đặc biệt Kỳ Án Siêu Nhiên. Đây, Kỳ Án Siêu Nhiên tập 7 nha bạn, Lớp Học Rùng Rợn tập 9 và Lam Stun tập 13 nha các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ giúp mình. Nếu video này sau một tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 20 bạn mỗi bạn một cuốn mắc kỳ trên màn hình nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái tập truyện tiếp theo nha. Cái tập truyện tiếp theo chúng ta khám phá Ram Nun tập 13 nha các bạn. Thì giống như cái tập trước, chúng ta sẽ tặng được một standard, I'm sorry, một cái OB nha các bạn. Một cái OB khá là xịn sò nha. Trọn bộ này chỉ có 24 tập thôi. OB rất là dày dặn và đáng yêu nha các bạn. Và mình thật là may mắn khi mình mua online mà trúng được hai bìa luôn các bạn. Đây là bìa thứ nhất nè của Lam Nun tập 13 nha các bạn. Chữ Lam Nun được làm nổi cán bóng nè, khá là xịn nha các bạn. Đó ha. Đây là tập 13 Lam Nun, bìa đầu tiên, và đây là bìa thứ hai của Lam Nun tập 13. Bìa trong này thì không được cán bóng mờ gì hết, một cái bìa bình thường thôi nha các bạn. Và thật may mắn nha các bạn, đặt online mà vẫn trúng được hai bìa. Ở đây là hình ảnh phía trong của Lam Nun tập 13 nha. Chúng ta có một cái chàng lót lớn nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái trang màu và một số vài trang vẽ bút chì nữa các bạn, bút chì màu nha. Đây giống như cái tập trước, và cái này tùy theo tập ha. Tùy theo tập thì có tập sẽ có cái tranh bút chì màu nhiều, có tập thì tranh bút chì màu ít, giấy được in trên giấy BB 80 khá là xịn luôn các bạn. Đây là một số hình ảnh bên trong nè các bạn. Thì đối với bộ này chỉ được in và gia công 8.000 bản thôi. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số phía dưới nha. Và nhớ số này của mình là 139. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.